Vào lúc 12 giờ 1 phút giờ địa phương hôm nay, Bangladesh đã tiến hành xử tử lãnh tụ đảng Hồi giáo của nước này vì tội ác chiến tranh năm 1971 trong cuộc chiến giành độc lập tách ra khỏi Pakistan. Hàng trăm ngàn người đã tập trung tại thủ đô Dhaka để ủng hộ cho việc hành quyết này. Rạng sáng ngày hôm nay, lãnh đạo đảng Hồi giáo lớn nhất Bangladesh, ông Muhtim Rahman Nizami, 73 tuổi, đã bị hành quyết. Ông bị các tội diệt chủng, hãm hiếp và tàn sát các nhà trí thức trong chiến tranh. Hàng trăm người tụ tập gần nhà tù của ông đã ở thủ đô Dhaka đã reo mừng trước án treo cổ khiến chính quyền phải tăng cường thêm hàng ngàn cảnh sát để thắt chặt an ninh. Ngay lúc này, tên tội phạm chiến tranh sẽ bị xử tử. Tôi vui mừng cho dân tộc tôi, tất cả những người đấu tranh cho tự do, hạnh phúc. Tôi xin chúc mừng chính phủ vì đã kết án ông ta và hy vọng rằng tất cả những tên tội phạm chiến tranh sẽ bị trừng phạt để cứu đất nước này khỏi sự xấu hổ. Nizami là người thứ 5 trong danh sách lãnh đạo cấp cao của đảng đối lập bị xử tử kể từ tháng 12 năm 2013 vì tội ác chiến tranh. Các tòa án đặc biệt tại Bangladesh tuyên án hơn 10 lãnh tụ đối lập phạm tội ác chiến tranh kể từ năm 2010. Những người chỉ trích lên án các vụ xử tử này là một mưu đồ chính trị nhằm vào thành viên các phe đối lập, đồng thời cho rằng việc xét xử không đạt tiêu chuẩn toàn cầu và thiếu sự giám sát của quốc tế.